Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play Chocho Challenge vs Thomas and Hung Lưới Big and các tuyển ở bên band game. First play Chocho Challenge nào. Đây là một phiên bản mình đã mốt thành con Chocho, thành con khác nha các bạn nha. Đây là đến phần cuối rồi. Và mình sẽ tiêu diệt con bot. Con bot đang xuống. Đây bot bot mới nha các bạn nha. Con này to và nguy hiểm hơn con Chocho Challenge. Ok, mình sẽ chuyển và chạy nào. Wow. Nó đã cắp bắt ông boss rồi. Ok, mình sẽ chuyển lên tàu để tiêu diệt nó nè. Ok, bắt đầu tiêu diệt nó đã. Ok, bắn chúng nó một phát rồi. Tàu lên đây. Okay, các bạn có tàu liên tục các bạn nhé. Ok, nó sắp bị chuẩn bị đai rồi. Ok, mình đã tập trung tên lửa nha. Okay, nó đang bị mình tiêu diệt. Wow. Vậy là con boss này đã bị hy sinh và mình đã tiêu diệt nó xong nha. Một trò chơi của Gavin Enter. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi một trò khác nha các bạn nhé. Chocho Challenge Spy Pippin. Đây cũng là phiên bản ở trên Mobi. Okay, let's go.
xế nhân vật để lên tàu. Xong mình tiếp tục, mình sẽ chuyển sang chơi Chuchu Challenge Chu. À, trò này mình quên phải tắt mạng đi nhá các bạn nhá. Supply Chuchu Challenge Chu truyền. Đây là phiên bản mới update nha, xem mình để mình xem update trong cửa nào mới không. Ồ, level cuối à. Update level mới, mình sẽ select gun nhé, cho nó lên tàu để tiêu diệt con Chuchu Challenge kìa. Bắt đầu tiêu diệt nó nhé, nó đang ra đây rồi. Cửa cuối là tiêu diệt nó luôn.
thế chuyển được chơi. Hung của Louis Bích. Ok, Reggie try again. Trò này là mình sẽ đi ăn trộm các thức ăn của con Bích nha các bạn nha. Ok, sơ tử lắp đi. Ok, 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 ok. Mình sẽ đi ăn trộm thức ăn của con heo nhé. Các bạn đi ăn trộm. Thở. Ăn trộm 3 cái rồi. Nhiễm trùng xem a đây rồi, mình đã nhìn thấy map đây rồi. Thế vào để ăn trộm cho ăn nhé. Mình sẽ phóng to map đây này. Để xem. Còn đây có một cái xe. Ô, bị hỏng mất rồi. Ở đây rồi, đây nhìn thấy hai con lợn. Ok, hãy bắt đầu chạy. À, rồi, đến thời gian con bot vào. Quả trên kia chờ tôi xuống này. Mình vẫn chạy đường mắt đầu đấy. Đây rồi. Thấy người chơi đông mà bây giờ không thấy ai. Con Bích nó đuổi. Con bị lây nhiễm rồi. Bây giờ sẽ phải đi bắt người chơi. Mình đã hóa thân thành con Pig rồi. À, sẽ đi sang nhà kia nè.
Để mới tóm người chơi này. Và đây rồi, thấy đông người rồi. Đây, sẽ đưa bắt nó nào. Đây, bắt được khá nhiều người. Sẽ đi đuổi bắt. Mình sẽ đuổi bắt người chơi kia nhé. Sẽ vào người ta này xem bắt được không. Ok, mình tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi trò khác nhé các bạn nhé. Hot Not Train. Một trò chơi Hot Not Train ở trên Mubi. Mình sẽ chạy để lấy phòng lát áp lên tàu và di chuyển tàu nhé. Để tiêu diệt con Hot Not Train kìa. Bây giờ phải lên tàu. Mình nghe thấy tiếng của con Hot Not Train. Rồi bắt đầu. Đâu ở đây, đâu đây. Nó đã chạy mất rồi. Mình sẽ viết tàu lên nha. Tăng tập bít và gun của tàu xuống mạnh hơn. Tàu cứ di chuyển mà mình sẽ đi tìm phao của lab nha các bạn nhé. Ok, mình vừa thấy cái phao của lab đây rồi. Ở đây. Mình lên tàu lại. Mình áp lên tàu nhé các bạn nhé. À, nghe thấy giọng của nó chơi nào. Ở đây. Ở đây có cái nhà. Mình sẽ vào nhà nhé. Ô, nghe thấy giọng Hot Not Train rồi, phải lên ngay. Kịp chạy lên tàu các bạn. Theo mình chuyển cho chỗ trên. Sửa clip cho chỗ trên. Ok. Để let go vào game nhé. Xem trò này update cả mới không. À, vẫn được cũng là một chút. Ok, bắt đầu chơi nhé các bạn. Trò này các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhé.
pick up the cái vi mạch của tàu sau, à, xe sau này lấy nốt vật phẩm này nhá. Đâu rồi? Các bạn cứ đi theo hướng dẫn này nhá. Đây, chạy bắn con Jojo. Nhanh lên rồi. Sau đó mình sẽ lấy băng đạn mình đây. Pick the... À, đây có một khẩu súng. Ok, start cho chuyện. Lấy level. Để start up chơi. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang Glutamate. Ok, bật lên nào. Run form format. Hình như con Thomas đang trước mặt hay sao? Mình sẽ lên xem nào. Vừa có thêm một người chơi mới vào. Ồ, oh, con Thomas kìa các bạn. Con lúc Thomas. Bây giờ mình phải chạy trốn khỏi con Thomas này. Ủa, đầu nó dài đường luôn. Chạy lên đây. Ủa, nó đang đuổi sau. Ok, sẽ chạy trốn thoát khỏi nó nào. Đầu nó ra đường luôn. Ủa, nó đang bỏ đến tận đây rồi. Mình chạy ra ngoài kia xem có gì không nhé. Ủa, đây có một nhân vật vừa bị đai sao ấy. Đến đây đường cục rồi. À, nhảy được lên kia này các bạn. Hồ, mình nhảy được tận lên đây luôn. Ủa, nhảy được ra ngoài à? Bên ngoài xem có gì không? Không có gì à? Con Thomas nó đang dưới luôn. Cho, bị nó bắt mất.
Ok, mình sẽ chuyển sang chơi Scully Thomas. Ok, let's go. Trò này cũng là chạy trốn khỏi con Thomas nhé các bạn nhé. Ok, đến đây rồi. Thế mình sẽ chạy vào đây, bắt đầu trò chơi. Sẽ nhảy vượt qua các chướng ngại vật lên đây. Ô, chạm vào đỏ là bị đứt luôn à. Ok, mình hiểu, bây mình chơi lại nhá. Ok, chúng ta lại lên đây rồi. À, đến đoạn này phải nhảy. Ok, mình sẽ chơi lại nào. Ok, mình chạy đến đoạn cuối kia xem như nào nhé. Trò này vẫn chưa thấy con Thomas xuất hiện à? À, ra đến đoạn cuối ngoài đầu bên kia mình sẽ cố gắng sang bên đấy xem có gì không nhá. Trong mát ngoài kia rồi. Mình đã nhìn thấy hai con thú mát kia rồi. Chạm vào nó là bị đứt luôn. Ok, mình sẽ chơi ra từ ở bên bên. Ok, to load game. Ok, mình đã chơi phần này rồi nhé, cuối cùng mình sẽ lên đây. Và tôi chuyển sang kia. Ok, mình sẽ chọn màu nhé. Đây là white. Đây là green. Ok, đây là màu cuối cùng. Tím. Và con Obinabird sẽ sang đây nhé.
và mình sẽ trốn thoát khỏi con người này. Ok, cho cái đĩa đập vào đấy nhá. Ok, bắt đầu trốn thoát ạ. Chậm một bước. Ok, to try again. Next garden of it, man. Ok, let's go. Đây là một trò men men mới nha các bạn nhé. Sẽ vào đây tôi để bắt đầu vào zoom để chơi nhé. Đây, đã vào game. Internet bị lỗi à? Ok, mình sẽ chuyển sang Chocho nhé. Chocho in the movie. Đây là map mới nhá. Nhưng mà này có map mới. Ok. Đây là map mới. Chưa thấy con Chocho đâu. Thank you.
mình sẽ lấy xuống bàn nó này. Đây có một cái chìa khóa màu đỏ này. Charlie Chuyên. Mình sẽ đi mép này để tránh con Jojo nó phát hiện. Ủa, mình dính vào nhẹ rồi.